thiếu liêm sỉ nào. À đây rồi. Mình sẽ ăn random một cái. Ngon không? Anh đã bỏ qua một lượt kiền kiền rồi, kiền quay order kiểu sôi động lắm. Dạ? Đấu trường sôi động. Ngon không anh? 7 điểm, anh có hoa chỉ 7 điểm thôi. Ôi vui. Nào. Ngon không? Ngon. Ngon. Vị gì? Vị bánh mì. Quay đi, quay đi. Còn hai bánh này cho anh lốt cho nhanh với phần. Cho anh ít ớt vào đây. Đây có ớt rồi đúng không? Có rồi. Đây, để ship. Mời nó siêu bé. Thế ổn. Đấy, thấy chứ. Có chơi thôi. Ăn nào, ăn đi, ăn đi. Ủa. Em nhận ra em cho bánh mì về không nhai được. Ngon nhưng vỏ bánh mì hơi cứng. À, mọi người. Bánh mì ngon không? Ngon ạ. Thì em làm à? Thế á? Anh quay gì đấy ạ? Không, anh quay anh kình kịch. Để up là vừa được ăn bánh hả anh? Ừ. Em vừa ăn hai cái. Ăn trước rồi à? Ăn trước. Em order trước hai cái. Ông chỉ bảo là ăn thêm thì trả tiền nên em trốn luôn.